Linh xin lỗi. Hôm nay Linh sẽ không hát ca khúc đã mang Linh đến với giải thưởng này. Vì đã không còn người đệm đàn cho Linh ca khúc này nữa. Ê, sân khấu này đổi sao không bán cho xe đại? Xin cho phép Linh mượn sân khấu này để gửi lời cảm ơn tới hai người. Người đầu tiên là một nữ ca sĩ có một tâm hồn rất đẹp và một tình yêu nghệ thuật chân thành. Dù bác ấy đã mất cách đây 20 năm, nhưng chính nhờ tâm hồn và lý tưởng của bác ấy đã khiến cho Linh được gặp một người bạn rất tuyệt vời. Nếu không có anh ấy, Linh đã không có những bước đi chật chội với âm nhạc. Và chắc chắn ngày hôm nay đã không có mặt tại đây. Đối với Linh, đi được đến đoạn đường này đã là một thành công quá lớn. Bốn anh em đã luôn kề vai sát cánh bên nhau. Cho phép Linh xin ra một ca khúc cách đây đã 20 năm để dành tặng cho linh hồn đã mất của bác ấy. Trái đất vẫn không ngừng vận xoay, buồn vui kiếp sống là một vòng quay tháng ngày. Giấc mơ ngày xưa tưởng chừng cho hai đứa, giờ anh chẳng còn bên em nữa. Bỏ mặc cho người ta đón đưa, đã có những đêm em lẻ loi. Mày thử nói thêm một câu lý tưởng nữa coi.